cầu thủ thì anh có muốn ký hợp đồng 4 cầu thủ không? Thì để mình xem tình hình lãnh đạo và cái mức giá rồi vừa coi sao để mình đi tính đặt. Mình vẫn muốn ký hợp đồng. Thì nói chung cũng có 1-2 cầu thủ. Tôi cũng đã có những phương án mong muốn. Nhưng mà tôi nghĩ thì bây giờ cũng là cái thời điểm của các đội nào cũng cần. Đấy, thì cái thị trường chuyển nhượng nó sẽ rất là căng. Bây giờ tôi bóng bây giờ thời điểm này thì tôi nghĩ là những đội bóng nào nhiều tiền thì đội bóng nó sẽ có yếu tố quyết định nhiều về cái vấn đề đấy. Tất nhiên điều đó tôi muốn, như thế này tôi nói là tôi luôn muốn trong số đó có những người về với Sông Lam Nghệ An.